Chào mọi người, lại là chú Hí nè. Thì hôm nay có thằng em á, nó mời chú Hí về nhà nó chơi, rồi với lại là làm một vài cái món ăn đặc sản của Bình Định nữa. Rồi, mời mọi người cùng theo chân chú Hí để khám phá xem hôm nay sẽ là ẩm thực gì nha. Chào mọi người nha. Thì hiện tại nè, Hí tới nhà của thằng em rồi. Đây, nhà của nó đây. Đó. Trời mưa. Hôm nay thì đi á, hồi sáng thì trời nó đẹp lắm. Nhưng mà tự nhiên cái chiều hôm nay nè, trời nó mưa. Trời, chán chưa? Ủa là bây giờ cô nấu bột hả? Hay là sao? Mà hồi xưa cô bán nhiều hơn người này đã biết lắm, tại ra nên nhiều người bán. Tôi kêu là bán sáng ngày tới giờ. Bán bán trăng bột là cái bột này là bột gạo không bột. Gạo đấy. Hết. Đồ làm cũng tặng trăng cái giờ giờ là người nấu. Gạo giờ. Lâu lâu tiền của cái quán mà bánh canh mà cũng Bình Định khó. Dạ. Xếp ra xem mình bán luôn. Này làm là vui cho ít rồi. Ủa cái này là bột là của cái gạo gì vậy cô? Đây gạo gặt này. Gạo gặt không phải gạo mình nấu cô. Dạ. Là gạo là làm bột nó ngon. Giờ nhờ nó sau mình đồng bộ luôn. Đồng vô xem là 10 phút rồi dớt đi ăn. Rồi, rồi. Đúng là đồ công đoạn hết rồi. À, nhiều công đoạn lắm, làm tay mặt lắm. Chỗ hồi bữa còn nhà còn đốt bánh bèo. Đốt bánh bèo mà hai anh em đốt cái ngày đầu tiên ấy, không biết hết. Cái chén nó chưa nóng xong rồi nó không sấy. Rồi bột nó thì dư nước. Chán. Làm 5 tí á. Đã làm. Làm phải chén béo nào. Đã làm quá. Đã làm 5 tí á. Còn làm là 5 tí chứ còn chén mình bỏ vô đổ bột vô là nó nếu chén trùng sấy hết. Bữa ông làm cái chén ăn cung rồi là cung làm cái chén thiệt to luôn nha. Dạ rồi đủ hết á, cả chén bánh bèo họ cùng bán bánh bèo, cả chén thì à cũng ăn này nè, bây giờ đói ăn cung nó xoong nữa rồi, nó đói đói em nữa. Ờ, ăn gì mà hai anh em ăn đông cũng được hai chén thì ngán ngay quá. Đốt cho một đống, tạm đem đi cho. Nhà thì cái dễ chịu ra làm, đủ món vậy đó. Dạ, tại ai cũng dễ ra làm lắm mà. Dạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới cái công đoạn đó là luộc bột nha mọi người. Đó, để cho nước sôi tầm 10 phút xong rồi mình sẽ luộc bột. Luộc tầm khoảng bao lâu là xong cô? 10 phút. Có 10 phút nữa. Đó, sau hơn 10 phút này
thì mình sẽ vớt bột ra nha. Đấy, bột đã chín rồi. Rồi bột sau khi mà mình luộc chín rồi á thì bây giờ sẽ tới cái công đoạn là đánh bột nha. Đây, đây là cái máy đánh bột nè. Kêu bia vô đi cho. Kêu bia vô nè. Vậy là cái này là phải nhờ chú à? À chú làm cái kia, ở ngoài nhà tắm tắm á. Dạ. Còn nếu không có, cô làm xem cái này, cô vô cô làm cái đó, người nó lâu. Dạ. Hai người thì nó nhau. Mỏng rồi sao rồi chú.
ra cũng nhiều công đoạn dữ chứ. Chỗ làm đâu cái gì mới là khi chơi thải là chết được không đấy. Và làm năm giây ra thì là có mua. Có ai bác mua bác nhìn nhìn với tao bây giờ rồi đây có là của bác. Rồi đây nha, hiện tại thì mấy cô chú đã làm xong cái bịch bột bánh canh rồi nè. Đó, cái bịch này thì đã ra thành phẩm rồi á. Rồi bây giờ thì sẽ đi giao cho khách hàng mà họ đặt những cái bịch này nha. Bánh canh này đi giao cho khách hàng đây. Đó, một ngày trải nghiệm của Ý nha. Đi đâu đẹp trái như vậy? Đi chơi. Có mang tiền nữa không? Lá bánh canh hả? Rồi, anh cảm ơn nha. Anh là anh của nó, chưa có bồ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo.